Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Anna Trần. Hôm nay Anna muốn chia sẻ với các bạn 3 kiểu tết tóc từ trên đỉnh đầu xuống thông dụng nhất hiện nay. Kiểu đầu tiên Anna muốn chia sẻ với các bạn đó chính là kiểu tết tóc đuôi rết từ trên đỉnh đầu tết xuống như bình thường. Thì với cái kiểu tóc này thì các bạn sẽ chọn một ít tóc ở phía trên, sau đó các bạn sẽ tép 3 như bình thường. Mỗi bước tép các bạn sẽ lấy thêm một phần tóc nhỏ ở mỗi cạnh bên lại. Chúng ta sẽ thao tác lần lượt đến khi tép hết tóc. Ở đây các bạn có lựa chọn là chúng ta sẽ tép như Anna là chúng ta tép lỏng tay, hoặc là các bạn có lựa chọn chính là các bạn sẽ siết chặt mỗi tép tóc khi chúng ta tép để tóc có thể ôm sát vào đầu. Sau khi tép xong rồi thì chúng ta đã hoàn thành kiểu tóc tép thứ nhất. Kiểu tóc tép thứ hai cũng dựa trên cơ sở của kiểu tóc tép thứ nhất. Các bạn tép tới gần sau gáy thì các bạn dừng lại. Chúng ta sẽ kéo sợi tép tóc này về một phía, các bạn về phía trái, về phía phải, tùy các bạn lựa chọn. Sau đó chúng ta sẽ tép, cứ mỗi bước chúng ta tép thêm một chút xíu tóc như bình thường, nhưng chúng ta có xu hướng kéo nó dịch về một bên, gọi là tép tóc xéo. Qua tới đằng trước rồi thì chúng ta sẽ tép ngược tay lại. Thay vì lúc nãy chúng ta kéo tóc lên phía trên thì bây giờ chúng ta tép ngược xuống phía dưới để cho nó thuận theo cái chiều tép tóc. Sau đó các bạn sẽ lấy thêm tóc ở mỗi phần mỗi bên như bình thường. Chúng ta sẽ có kiểu tóc thứ hai. Kiểu tóc này là kiểu tóc của công chúa Bằng Giá. Kiểu tép tóc thứ ba này là kiểu tóc xương cá. Các bạn sẽ lấy một ít tóc, sau đó các bạn chia ra làm hai chùm ở phía giữa của tóc. Thì các bạn sẽ lấy thêm một phần tóc nhỏ của mỗi bên ném qua bên còn lại. Cứ như thế chúng ta đang chéo hai bên lại với nhau. Các bạn lưu ý là phần này chúng ta sẽ chọn tất cả các lọn tóc tép thêm nó vừa vừa bằng nhau, và chúng ta đều tay với nhau. Chúng ta sẽ tép đến hết phần tóc của chúng ta. Belana vừa hoàn thành kiểu tóc thứ ba.
Vậy Lana vừa chia sẻ xong với các bạn 3 kiểu tép tóc từ trên đỉnh đầu xuống thông dụng nhất hiện nay dành cho các bạn nào chưa biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Anna. Các bạn nhớ hãy xem nhiều video hơn ở trong kênh của Anna. Nếu các bạn thấy video bổ ích, đừng quên nhấn like cho Anna, nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của Anna. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.